Sao vậy Sariputta? Có thể nói ra nguyên nhân khiến tâm thầy bất định chăng? Bạch Thế Tôn, mẹ của con gần đây thân thể không được khỏe. Ở thôn Nala nơi quê nhà của con không có người chăm sóc cho bà. Nếu như được ngài cho phép con được... Thầy không cần sự cho phép của ta. Chăm sóc cha mẹ luôn là việc quan trọng nhất. Hầu hạ song thân là cơ hội rất khó được. Này Sariputta, nếu đem tâm chân thành chăm sóc cha mẹ thì cảnh giới thiền định của thầy cũng được tiến bộ. Nam mô A Di Đà Phật.